Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng lo ngại: nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc hậu COVID-19. Công đoàn Việt Nam thông báo đã dành ra 240 triệu euro, tương đương 6.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19. Một câu hỏi được đặt ra: chi nhiều vậy mà không hiểu sao nhiều người vẫn kêu than là chưa nhận được tiền hỗ trợ. Ngập tràn luận án tiến sĩ môn cầu lông bơi lội, nói tiến sĩ giáo sư Việt Nam nhiều như trứng gà công nghiệp thì lại tự ái. Yêu cầu xử lý nghiêm những người hùa theo bà Nguyễn Phương Hằng chống đối chính quyền. Campuchia công bố kỷ lục thế giới, không có ca mắc COVID-19 trong ngày. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Yêu cầu xử lý nghiêm những người hùa theo bà Nguyễn Phương Hằng chống đối chính quyền. Thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, nhiều cử tri đã nêu ra vụ bà Nguyễn Phương Hằng và cho rằng việc sử dụng mạng xã hội lôi kéo hàng trăm YouTuber lộng ngôn, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, phỉ báng, gây mất lòng tin trong nhân dân, vi phạm quy định pháp luật là điều không thể chấp nhận. Dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố bắt tạm giam, nhưng đến giờ này lực lượng fan cuồng của bà Hằng vẫn còn tung tin thất thiệt, gây hoang mang xã hội, thách thức kỷ cương pháp luật. Vì vậy các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội cần có ý kiến xem xét, xử lý nghiêm những người đã tiếp tay hùa theo bà Hằng, tránh những ảnh hưởng xấu đến xã hội. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Quang thông tin, quyền tự do dân chủ đã được hiển định, nhưng quyền này phải thực hiện đúng pháp luật, tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Không thể dùng quyền này xâm phạm lợi ích riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi chính đáng khác của nhà nước, của tổ chức hay là cá nhân. Ông Quang cho biết thêm, Việt Nam là một trong những đất nước phổ cập Internet mạnh mẽ và có rất đông người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, ý thức pháp luật, thái độ và kỹ năng dùng mạng xã hội của nhiều người còn rất hạn chế. Ông cho biết, có nhiều người tưởng lên mạng xã hội nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, phải tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo ông Quang, thời gian qua Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ theo mức độ từ thấp tới cao, từ việc khuyến cáo, gỡ bài và cao nhất là chế tài hình sự. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngập tràn luận án tiến sĩ môn cầu lông bơi lội, nói tiến sĩ giáo sư Việt Nam nhiều như trứng gà công nghiệp thì lại tự ái. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin gần đây, việc nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh thực hiện đề tài tiến sĩ phát triển môn cầu lông đã làm dậy sóng các diễn đàn học thuật. Nhiều người than, sao bây giờ để trở thành tiến sĩ, ôi sao mà dễ đến như vậy. Vì liên quan đến việc xét duyệt đề tài của các đồng nghiệp trong hội đồng, một chuyên gia trong ngành giáo dục xin giấu tên đã chia sẻ như thế này: đề tài này quá nhỏ, không có tính đóng góp cho xã hội hay là cộng đồng khoa học. Nó giống với báo cáo, tham luận hơn là một luận án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra những yêu cầu khắt khe trong đào tạo tiến sĩ, nhưng không hiểu sao những luận án này vẫn được duyệt. Và điều đáng nói, đây không phải là một trường hợp đơn lẻ. Theo ghi nhận trên trang luận văn, luận án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn có rất nhiều đề tài với nội dung na ná như nhau, chỉ thay mỗi tên địa phương thực hiện khảo sát mà thôi. Đại loại như là kiểu, nghiên cứu cầu lông tại tỉnh A, nghiên cứu bơi lội ở tỉnh B, bóng bàn ở tỉnh C. Còn xét về kết cấu, bố cục thì chẳng khác gì nhau cả và cũng không có gì mới mẻ ở những luận án tiến sĩ này. Một giáo sư thẳng thắn nhận định, một công trình nghiên cứu, đặc biệt là luận án tiến sĩ, được yêu cầu phải có tính mới, tính ứng dụng, có phương pháp nghiên cứu khoa học bảo đảm độ tin cậy thì mới được xem là đạt chất lượng. Đó là những yêu cầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra. Nhưng chúng ta đang thấy những gì? Tôi nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo cần kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, không thể công nhận những tiến sĩ kém chất lượng như thế này. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Công đoàn Việt Nam thông báo đã dành ra 240 triệu euro, tương đương 6.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19. Một câu hỏi được đặt ra, chi nhiều vậy mà không hiểu sao nhiều người vẫn kêu than là chưa nhận được tiền hỗ trợ. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19, các cấp công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ hơn 3 triệu đoàn viên, người lao động với số tiền gần 6.000 tỷ đồng, tương đương 240 triệu euro. Đó là chia sẻ của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Đại hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới mới đây. Theo ông Khang, để hạn chế tác động của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, các cấp công đoàn đã chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thông qua gói hỗ trợ người lao động không qua khỏi, nhiễm, cách ly, phong tỏa, giãn việc, mất việc do COVID-19, tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Qua đó, hơn 3 triệu đoàn viên, người lao động được hỗ trợ số tiền gần 6.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 240 triệu euro từ các cấp công đoàn. Từ những chính sách này, ông Khang khẳng định rằng đã góp phần kiểm soát ngăn chặn rủi ro của đại dịch,
hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng lo ngại: nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc hậu COVID-19. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ báo điện tử VN Express, một nghiên cứu mới được các nhà khoa học Ấn Độ chỉ ra rằng tỷ lệ tắc tĩnh mạch võng mạc tăng lên trong vòng 6 tháng sau khi khỏi COVID-19. Tắc tĩnh mạch võng mạc xảy ra khi cục máu đông làm tắc tĩnh mạch, có thể gây suy giảm, thậm chí là mất thị lực nếu không được điều trị kịp thời. Theo tiến sĩ Samir Kasunan, trưởng khoa nhãn khoa Bệnh viện Artemis của Ấn Độ cho biết, COVID-19 làm tăng tỷ lệ tắc nghẽn mạch máu trong cơ thể, bên cạnh nguy cơ đối mặt với đau tim và đột quỵ. Bệnh nhân COVID-19 cũng gặp hiện tượng tắc nghẽn mạch máu võng mạc gây giảm thị lực. Vị này giải thích thêm, tắc tĩnh mạch võng mạc là nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực ở những người lớn tuổi, phổ biến thứ hai sau bệnh võng mạc tiểu đường. Bệnh này thường thấy ở bệnh nhân trên 55 tuổi và các yếu tố nguy cơ bao gồm tiểu đường, tăng huyết áp, tăng lipid máu. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo các di chứng về mắt thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Chúng chỉ gây ra những rối loạn và mất thị giác khi chuyển sang giai đoạn nặng mà thôi. Ngoài ra, người bệnh mắc COVID-19 còn phải đối mặt với các nguy cơ mắc các bệnh về mắt khác như là viêm kết mạc, nấm niêm mạc quỹ đạo, nấm đen, bệnh thần kinh thị giác, rối loạn mạch máu võng mạc, viêm màng bồ đào và các rối loạn nhãn khoa về thần kinh. Cũng theo các chuyên gia, không có loại thuốc phòng ngừa đặc biệt nào được khuyến nghị để điều trị các rối loạn về mắt, vì tỷ lệ các biểu hiện nghiêm trọng về mắt này vẫn chưa đáng kể. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời vẫn là biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề về mắt do COVID-19 gây ra. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Campuchia công bố kỷ lục thế giới, không có ca mắc COVID-19 trong ngày. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Campuchia không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen cho biết, ngày 7 tháng 5 năm 2022 là lần đầu tiên trong hơn một năm Campuchia không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng, đây là thành công của Campuchia trong cuộc chiến chống COVID-19. Cho dù ngày mai có phát hiện thêm trường hợp nào đó mắc COVID-19 mới, nhưng ít nhất Campuchia cũng có một ngày là ngày 7 tháng 5 không có trường hợp nào mắc bệnh. Theo Thủ tướng Hun Sen, thành công này có được là do có sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể cán bộ y tế, chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là của mỗi cá nhân. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, đến nay đất nước này đã phát hiện 136.262 trường hợp mắc COVID-19 và có 3.056 trường hợp không qua khỏi vì dịch bệnh này. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.